Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Nguyễn Phúc Japan nhé. Hôm nay video ngày 13 tháng 10 năm 2024 nhé. Mình đã lên 6 cái mẫu đồng hồ treo tường. Tất cả là đồng hồ có lắp hàng Nhật và hàng Đức. Có một chiếc Dung Han của Đức và 5 chiếc hàng của Nhật bãi nhé. Tất cả những chiếc đồng hồ này bên mình đã vệ sinh tiết chạy ok hết nhé. Bác nào quan tâm chốt sản phẩm nào thì gọi điện trực tiếp hoặc vào Zalo theo số điện thoại 035 874 2679. Ở đầu tiên là một chiếc đồng hồ Senco, máy cơ Hano Quartz và Quartz 30 ngày nhé, có cả lịch ngày và thứ. Thùng gỗ kích thước chiều cao là 43,5, chiều rộng là 26 nhé, mặt số của nó là 20 cm. Bên trên là kính phẳng và bên dưới là kính in hoa văn nhé. Kính in hoa văn rất là đẹp luôn. Tất cả kính là kính zin hết nhé. Kính zin hết nhé. Mặt số thì cũng có vết cũ theo thời gian. Đây là chỉnh ngày lịch ngày thứ nhé. Hôm nay là ngày 13. 13 chủ nhật. Đó. Ok. Chìa khóa zin theo máy này, chìa khóa zin của Senco nhá. Khóa lắc đồng. Chiếc này máy đánh 2 gông đồng bạch nhá, gõ chuông 30 phút vào mỗi giờ. Bây giờ mình test tiếng chuông này. Rồi 4 giờ qua 4 tiếng nhá. Máy đồng đẹp, zin bản đã lâu rồi, test chạy ok. Mã hôm nay có số là 431, có giá 1.600.000. 1.600.000, giá không bao gồm phí ship nhá. Tất cả các bác mua chuyển cọc trước 200.000 mình sẽ ship qua đường bưu điện nhá. Phí ship thì là những con đồng hồ này nó rơi vào tầm 60.000. 60.000 nhá, hàng mình đóng thùng xốp cẩn thận. Còn những con đồng hồ Đức kia thì nó rơi vào tầm hơn 100.000. Thùng nó to hơn. Rồi, mã 432 là một chiếc đồng hồ Icosa. Chiếc này kiểu dáng thùng dài. Đó. Theo kiểu thùng dài của những cái chiếc đồng hồ châu Âu nhá. Bên trên là kính mo cong. Bên dưới là kính rào và các thanh lập đồng. Đó. Thùng được đục chạm hoa văn rất là đẹp. Gỗ rất là đẹp luôn nhá. Tông màu màu đen đen cánh dán. Chiếc này máy một gông một búa, gõ chuông 30 phút là mỗi giờ. Mặt số thì có vết cũ theo thời gian rồi, tại vì những hàng cổ này thì tuổi đời nó rất là cao, toàn là 70-80 năm rồi lên. Nguyên bản này nó phải cũ theo thời gian. Máy đánh một gông đồng một búa, gõ chuông bao giờ này. Đó, 30 phút đánh một tiếng. Rồi, hiện tại nó là 10 rưỡi nhé, nó đánh 10 tiếng, nó đang bị sai chuông ở đây này. Đây có cái chỉnh chuông này. Đó. Khi mình nhấn lên một cái nữa, thì nó sẽ đánh tiếp một tiếng nữa là 10 giờ 30. Đấy, nó phải có cái chỉnh chuông nhé. Rồi, bây giờ 10 giờ 30 nhé, bây giờ mình quay lên 11 giờ, nó sẽ đánh 11 tiếng chuẩn luôn này. Rồi 11 giờ quay 11 tiếng nhá, con này tiếng chuông rất là hay luôn. Mã này là 432, có giá 1.350.000. Đó, 1.350.000 nhá, cho một chiếc đồng hồ Icosa thùng dàn, kiểu dáng rất là đẹp luôn. Đó. Tiếp theo mã 433 là một chiếc đồng hồ Dung Han, Di Dung Han nhá, đời ba lỗ cốt, chơi bản nhạc Westminster. Điểm chuông có 15 phút, 30 phút, 45 phút, 60 phút và nó gõ giờ nhé.
kiểu dáng thùng dài. Thùng kích thước chiều cao là 75, chiều rộng là 33. Gỗ rất là dày luôn. Bên trên là kính mo cong nhé. Kính mo cong, kính vuông về mo cong. Đó. Bên dưới là kính mài vát cạnh nhé, hình quả chuông. À, tất cả bốn canh kính là được mài vát cạnh, kính trong suốt này. Đó, zin bản tất tuốt luôn. À, thùng gỗ rất là dày này. Thùng rất là dày lặng nhé. Mặt số nó là 22 cm. Quả lắc đồng này. Con này có hai cái móc khóa này để khóa chuông đêm nhé. Đêm không thích nghe tiếng chuông thì móc vào đây khóa lại. Rồi vừa rồi thì mình móc chuông đêm mình móc nha. Bây giờ mới bỏ ra nó đánh chuông nhá. Bây giờ mình sẽ quay hết một vòng mình test chuông lại nhá. Của gông Hoa Thị nhá. Gông Hoa Thị. Đời gông 48 cm. Đó, rất là gông dài luôn. Cho tiếng chuông hay này. Rồi 9 giờ qua 9 tiếng nhé. Thì tất cả những cái chiếc đồng hồ máy cơ ba lô quát này hàng bãi của Đức, Pháp, Mỹ, nói chung hàng châu Âu. Quát chỉ có 7 ngày thôi nhá. Quát chỉ có 7 ngày thôi nhá. Máy thiết kế như thế không phải là có nhiều ngày như quát của những cái chiếc đồng hồ Nhật nhá. Thì là các bác mua thì nên biết cái điều đó và đừng nên quan tâm cần là quát nhiều hay quát ít. Về những cái dòng này không bao giờ có quất nhiều đâu. Kể cả những cái đồng hồ giá vậy trị vài trăm triệu cũng chỉ có quất 7 ngày thôi. Bên đấy họ thiết kế như vậy rồi. Và bây giờ mình tháo máy này. Mình có thêm con ốc ở trong này nhé. Dòng dung hai này nó thiết kế rất là cẩn thận. Có thêm con ốc treo máy ở trên này để cho nó bị nó vững khi vận chuyển đi, nó không sợ va đập, không sợ xê máy. Đây, một bộ gông Hoa Thị rất là đẹp nhá, gông xanh thẳng, quả lắc đồng rất là to đẹp này. Ở đây bộ máy của nó này. Đây, bộ máy đồng nhá. Máy đồng vàng ống luôn. Đời gì 20 tên. Đó. Tất cả những cái nhíp này toàn đồng hết. Ổ quát, bánh răng, tất cả đồng hết. Trên này nó có chuyện số CG của máy nhé. Đời gì 20 tên. Và vừa rồi mình đã test chuông và cũng như tháo máy xem. Các bác xem tham khảo nhé, quay chi tiết bên trong nội thất ngoại thất của chiếc đồng hồ Dung Han
máy cơ Balocot 8-0-8 búa chơi bản nhạc Winter, thì chiếc này có giá là 4.300.000 nhé. Máy đã lau dầu test chạy ok. Mã này là 4.333, có giá là 4.300.000 nhé, cho một chiếc đồng hồ đã lau dầu test chạy ok, zin bản 100% nhé. Vâng, ba cái mã sản phẩm đồng hồ tiếp theo hôm nay là ba chiếc đồng hồ Nhật nhé. Mã 434 này là một chiếc đồng Aichi. Aichi máy quất 30 ngày nhé. Thùng gỗ đẹp, thùng gỗ kích thước chiều cao là 43,5, chiều rộng là 24 nhé. Mặt số là 18 cm. Bên trên là kính mo cong, bên dưới là kính in hoa văn, có cả lịch ngày thứ nhé. Máy quất 30 ngày. Máy đánh 2 gông đồng mạch nhé. Chìa khóa zin theo máy nhé. Bên trên có chuyện chữ logo của chữ A này, là biểu tượng của hãng Aichi nhé. Đó. Lucky Lock sáng bóng luôn. Máy đánh 2 gông đồng mạch. Còn bây giờ mình cắt tiếng chuông à. Vài phút đánh 1 tiếng nhé. Ba giờ có 3 tiếng. Tiếng chuông rất là hay đấy. Mã này là 434. 434 này có giá 1.550.000 nhé. Có lịch ngày thứ rồi. Rồi tiếp theo, mã 435 là một chiếc đồng hồ hình bát giác cổ nhé. Chiếc này tuổi đời rất là sâu rồi. Tất cả đồng rồi. Bốn quanh nẹp. Nẹp này. Tất cả đồng hết này. Đó. Bản nề móc khóa rồi các thứ, vành kính này cũng đồng hết này. Chiếc này chỉ đánh tròn giờ nhé, 30 phút không đánh. Đấy, chuồng đánh rất to luôn. Quất căng này nó đánh tiếng nó hơi nhanh nhé, nhưng mà quất nó trùng đi một chút thì tiếng nó sẽ chậm đi, nghe nó hay hơn. Quả lắc đồng gông vòng, quả lắc đồng nhá, gông vòng. Máy đồng rất là đẹp luôn, đã lau dầu test chạy rất ok. Mã này là 435, có giá 1.350.000 nhá. Đó. Những chiếc đồng hồ bát giác này tuổi đời ít nhất là 80 mấy năm, mà nhiều cái cả 100 năm luôn. Và chiếc cuối cùng trong cái video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Nhật. Chiếc này đóng kiểu thùng dài ấy, thùng giống như chiếc đồng hồ của châu Âu, thùng dài gỗ được đục chạm trang trí rất là đẹp luôn, kiểu dáng này tông màu đen nhá, màu là màu đen, cánh dán đen, hai bên được đục chạm. Bên trên là kính phẳng và bên dưới là kính mài nhé, mài vát cạnh này, mài rất là sâu luôn, mài vát cạnh và mài trang trí hình các hình oval, hình caro. Chiếc này gông vòng rất là to này. Trên gông cũng được đúc quả lắc đồng nhé. Chiếc này tuổi đời thì nó là rất là sâu rồi. Qua 9 tiếng là tiếng chuông rất là hay luôn. Thì chiếc này thùng gỗ có loa kích thước là 60 mấy này. Kích thước của loa
tầm 62 nhá. Số 2 mà chiều rộng nó là 30, mặt số là 20 nhá. Thì chiếc này mã sản phẩm là 436. Con này cũng có giá là 1.600.000 nhá. Hàng có nhưng còn tương đối là đẹp, đặc biệt là zin bảo 100% luôn. Đó. Bác nào thích chơi những cái chiếc cổ sâu đời mà dáng là đẹp thì đây là chiếc này là một lựa chọn rất ok luôn, giá cả hợp lý, hàng đã lau dầu test chạy ok, máy zin bảo 100%. Rồi vừa rồi mình đã qua 6 cái sản phẩm đồng hồ treo tường hàng Nhật và hàng Đức nhé. Bác nào quan tâm thì gọi điện trực tiếp theo số điện thoại 0358742679 để chốt đơn nhé.